Chào thầy, chào các bạn. Chào mừng thầy và các bạn đã đến với bài thuyết trình của nhóm 1, môn học phương pháp nghiên cứu khoa học, phụ trách giảng dạy, giảng viên Lê Mạnh Hà. Em Lê Thị Tường Vân, nhóm trưởng nhóm 1 xin được thay mặt nhóm em trình bày bài thuyết trình ngày hôm nay. Chúng em sẽ phân tích nội dung của bài báo Đại dịch COVID-19 và một số vấn đề đặt ra trong việc rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học của tác giả Nguyễn Văn Quyết, được trích từ tạp chí Giáo dục số đặc biệt kỳ 2 tháng 5 năm 2020. Với các nội dung trình bày như sau. Thành viên của nhóm em bao gồm Lê Thị Tường Vân, Đinh Thị Minh Dương, Huỳnh Thị Thu Thảo, Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Đinh Thị Trà My, Hoàng Thị Mơ và Nguyễn Thị Lan Trinh. Lấy đề tài đại dịch COVID-19 và một số vấn đề đặt ra trong việc rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học để nghiên cứu ra bài thuyết trình ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài thuyết chi tiết bài thuyết trình, nhóm chúng em xin được lướt qua một số nội dung chính. Gồm có 8 nội dung chính: 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn; 2. Mục đích nghiên cứu; 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; 4. Nội dung nghiên cứu; 5. Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học trong giai đoạn đại dịch COVID-19; 6. Kết quả bài báo; 7. Hướng phát triển tiếp theo; và cuối cùng là một số tài liệu tham khảo. Đầu tiên, ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Ý nghĩa khoa học trong bối cảnh xã hội giãn cách do đại dịch COVID-19 gây ra, rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học trở nên cấp thiết và phù hợp với hoàn cảnh. Ý nghĩa thực tiễn, bài báo trình bày một số khái niệm về rèn luyện kỹ năng tự học, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm rèn luyện tính tự học, kỹ năng cho học sinh tiểu học trong mùa COVID-19. Kết quả của nghiên cứu này đều được cập nhật và bổ sung cho việc đào tạo kỹ năng trong thực tế khác nhau ở các tình huống. Tiếp theo, mục đích nghiên cứu. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Việt Nam đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG của Chính phủ năm 2020. Theo đó, trường học ở tất cả các cấp học phải đóng cửa, việc học tập của học sinh phải thay đổi để thích nghi với bối cảnh mới. Trong giai đoạn này, việc học tập trung được thay thế hoàn toàn bằng việc học trực tuyến. Bên cạnh đó là khoảng thời gian Đây là khoảng thời gian các học sinh được gần gũi nhiều hơn với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình. Đặc biệt, học sinh có cơ hội được rèn luyện, hoàn thiện hơn về các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như trong công cuộc chống dịch COVID-19. Từ khi bùng phát dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học một thời gian dài. Nhiều người nhận ra rằng đa số học sinh chưa có ý thức tự học và phương pháp tự học đúng đắn. Có thể nói, tự học là việc cốt lõi. Tự học là việc cốt lõi của việc học đối với mỗi học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là một số vấn đề đặt ra trong việc rèn luyện kỹ năng tự học trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Phạm vi nghiên cứu là học sinh trường tiểu học tư thục Trương Vĩnh Ký, thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Tiếp theo là nội dung nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu bao gồm kỹ năng tự học và rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học. Có rất nhiều khái niệm về kỹ năng tự học, nhưng nhóm em xin lấy khái niệm của Trần Thị Minh Hằng năm 2011. Kỹ năng tự học là những phương thức thể hiện hành động tự học thích hợp, tương ứng với mục đích và những điều kiện hoạt động, hình thành kỹ xảo đúng trong hoạt động tự học, đảm bảo cho hoạt động tự học có được kết quả. Nếu xét theo loại hình công việc thì kỹ năng tự học bao gồm các kỹ năng như lập kế hoạch, đọc sách, giải quyết nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra và đánh giá. Kỹ năng tự học là một phần của hoạt động học tập, trong đó học sinh là người chủ động, tích cực, độc lập. Hình thành các kỹ năng tự học là hình thành cho học sinh khả năng nắm vững một hệ thống phức tạp các thao tác nhằm biến đổi và sáng tỏ các thông tin chứa đựng trong bài tập, trong nhiệm vụ. Kỹ năng tự học của học sinh tiểu học khác nhiều so với
với các cấp học lên cao hơn. Tự học của học sinh tiểu học xuất phát từ việc học và hướng dẫn của giáo viên và người lớn, là quá trình giáo viên luôn chú ý theo dõi để hướng dẫn học sinh khi cần thiết, hoặc gợi ý để học sinh giúp đỡ lẫn nhau. Dạy trẻ tự học là dạy trẻ một số kỹ năng quan trọng như kỹ năng ghi chú, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng học qua từ điển, đối với một môn tự học như ngoại ngữ, vân vân. Cùng với đó là đào tạo ra một môi trường học tập tích cực, giao bài tập cho trẻ, hướng dẫn trẻ học một cách hiệu quả. Một số các kỹ năng như là kỹ năng tra từ điển, học cách sử dụng từ điển hiệu quả là một việc làm quan trọng trong quá trình làm chủ một môn học như ngoại ngữ tiếng Anh. Ngoài việc tra cách phát âm của từ, học sinh tiểu học còn có thể học được nhiều từ từ điển, giúp tăng nhận thức của trẻ về những thông tin mà trẻ tìm được trong từ điển, phát triển kỹ năng đón từ mới, kích thích sáng tạo và làm bài tập nhóm. Kỹ năng ghi chú, việc liên tục ghi chú sẽ giúp học sinh ghi nhớ những thông tin lâu hơn và giúp xây dựng những kỹ năng sắp xếp quý giá. Chẳng hạn nếu dạy học sinh học về bài hệ mặt trời, hãy cung cấp cho học sinh một bản liệt kê các hành tinh. Văn bản này có chỗ trống để học sinh có thể điền thông tin vào. Trong quá trình học các kiến thức mới về hệ mặt trời, học sinh có thể hoàn thành ghi chú của mình. Kỹ năng quản lý thời gian, hướng dẫn học sinh dành một khoảng thời gian vào đầu giờ học để xây danh sách các bài tập, các chủ đề, kiến thức trẻ cần đọc. Đặt ưu tiên cho các hạng mục cần hoàn thành trước và sau, ước lượng thời gian trẻ để cần hoàn thành mỗi hạng mục. Việc này nên được lặp lại hàng ngày để hình thành thói quen và kỹ năng quản lý thời gian. Luyện kỹ năng tự học. Theo từ điển tiếng Việt, rèn luyện là luyện tập một cách thường xuyên để đạt tới những phẩm chất hay trình độ ở một mức độ nào đó. Từ đó có thể hiểu, rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học là quá trình giáo viên hướng dẫn học sinh rèn luyện thường xuyên, linh động và sáng tạo trong thực tế bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động tự học của học sinh. Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh tiểu học trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Đối với bản thân học sinh cần xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp và tham khảo ý kiến người lớn về kế hoạch ấy, bởi học tập mà không có một kế hoạch cụ thể cũng giống như việc bạn đi vào khu rừng mà không có la bàn hướng dẫn. Bạn sẽ mau chóng lạc vào một khu rừng tri thức, không biết nên học cái gì và học như thế nào. Học sinh tự chủ động đưa ra mục tiêu học tập của mình theo từng tuần, từng ngày. Bố mẹ chỉ nên đóng vai trò tư vấn, góp ý cho ý kiến học tập của con. Ví dụ, nếu con dự định dành quá nhiều thời gian cho việc học, bố mẹ cũng nên khuyến khích con dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, tập thể dục. Tương tự như vậy, nếu các con chưa dành đủ thời gian để nghe các bài giảng trên truyền hình hoặc hoàn thành bài tập về nhà, bố mẹ cũng nên góp ý để các con phân bổ thời gian hợp lý hơn. Học sinh cần phải có thói quen tự học thông qua việc đưa ra các thắc mắc về bài học và vấn đề khác trong xã hội tự nhiên, tìm cách để giải quyết các thắc mắc khi tự tìm hiểu các kiến thức đã có qua tài liệu, sách báo, tạp chí, phương tiện thông tin, mạng internet, qua cô giáo, người lớn và bạn bè. Đối với gia đình, cha mẹ học sinh cần trang bị tâm lý tốt cho các em để tránh cảm giác lo lắng và áp lực. Phụ huynh nên tạo cảm giác yêu thương, quan tâm và lắng nghe trẻ ở độ tuổi này. Phụ huynh cũng nên tranh thủ cơ hội này để giúp các em đa dạng hóa các hoạt động thông qua công việc và vui chơi trong nhà. Bố mẹ có thể gợi ý cho các con xem những video có tính giáo dục cao hay học ngôn ngữ qua mạng. Trong các kỳ nghỉ là cơ hội tuyệt vời để học sinh có thể dành nhiều thời gian hơn cho những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao. Đối với nhà trường, tạo đam mê, hứng thú nhằm giúp các học sinh yêu thích môn học, giảm tối thiểu áp lực học tập, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh tiểu học. Hướng dẫn hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học, đảm bảo cho học sinh khi cần trợ giúp là được trợ giúp kịp thời. Giáo viên chú ý quan sát kỹ tiến trình tự học của học sinh khi được giao và thực hiện nhiệm vụ học tập. Làm thế nào trong thời gian nghỉ học tại nhà, với kỹ năng tự học, học sinh không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức qua việc học trực tuyến mà hoàn toàn chủ động tiếp cận với những điều mới như làm việc nhà, học nhạc cụ mới, đọc nhiều sách hơn, giao tiếp với ông bà hoặc hiểu biết hơn về văn hóa các vùng quê.
6 là kết quả bài báo. Sau các phương pháp nhằm giúp học sinh tiểu học phát triển kỹ năng tự học, chúng ta hoàn toàn có thể giúp học sinh dần làm quen và tiến tới tận dụng được thời gian này để hiểu hơn về bản thân, trở nên chủ động và tự lập hơn trong quá trình học tập. Muốn hoạt động học tập đạt kết quả cao, đòi hỏi học sinh phải tự giác, không ngừng tìm tòi, học hỏi. Sự định hướng của người thầy đóng vai trò quyết định, thúc đẩy sự thành công trong việc chiếm lĩnh tri thức của người học trò. Để hình thành thói quen tự học cho học sinh, giáo viên phải đảm bảo cho học sinh đủ kiến thức, kỹ năng môn học cần thiết, động viên giúp các em kiên nhẫn trong học tập. Giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, nhận thức, sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Sau đây là hướng phát triển tiếp theo mà nhóm em đã nghiên cứu và đưa vào bài thuyết trình. Đầu tiên là dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. Trong phương pháp dạy học tích cực, người học đối tượng của hoạt động dạy đồng thời là chủ thể của hoạt động học, được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo. Thông qua đó, tự lực khám phá những điều mình chưa rõ, chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức mà đã được giáo viên sắp xếp. Phương pháp thứ hai là phương pháp vấn đáp, là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc học sinh có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên. Qua đó, học sinh lĩnh hội được nội dung của bài học. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò, tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác, thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. Học tập hợp tác làm tăng hiệu quả của học tập, nhất là lúc giải quyết những vấn đề gay gắt, lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung. Sau đây là một số tài liệu tham khảo mà thầy và các bạn có thể dùng để tham khảo để nghiên cứu rõ hơn về bài thuyết trình của nhóm em. Bài thuyết trình của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.